Chào mọi người, mình là Khánh đây. Thì trước tiên mình xin lỗi vì dạo thời gian gần đây mình đã không thể ra video thường xuyên cho các bạn được. Vì mình bận một số việc. Ví dụ như là đi học, đi thực tập này. Và mình cũng có một vài vấn đề cá nhân nữa. Mình không biết video này sẽ được đăng lên vào lúc nào. Nhưng mà hiện tại đang là 11 giờ tối. Được rồi, thì hôm nay là ngày khai tháng 4, là mình sẽ cho mọi người xem một vài thứ thú vị trong một trò chơi mà dạo gần đây mình hay chơi. Ok, mình nghĩ mình sẽ đặt tiêu đề cho video này là cách tôi chống lại tất cả các thành viên The Ice. Thì đây là một con boss mà nó sẽ truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của bạn. Nên ai có gì bậy bạ thì xóa đi trước khi chơi trò này nha. Được rồi. Thì ở đây chúng ta có những lá bài đây, và nhiệm vụ của mình là sẽ gây sát thương bằng những lá bài này sao cho cán cân của bên đối thủ hạ xuống thấp nhất. Thì ở video này mình sẽ không giải thích chuyện sâu, mà mục tiêu của chúng ta là đánh bại những lá bài của các thành viên The Ice. Đây, các bạn thấy đây, đây chính là anh quý đây, Darkwing, còn được biết đến với tên là Stellar Ice. Chúng ta có thể đánh bại anh quý một cách dễ dàng chỉ với Sentry Run và Sharp Quills. Mình vừa nhận được một lá bài của một người chơi khác. À, anh Phát đây, hay còn được biết đến với tên là Astro Ice. Chắc là anh Phát thì chúng ta cũng chỉ cần vài đường cơ bản thôi. Cả hai người luôn này. Narixi với Dystopia. Thì bọn họ được biết tới lần lượt là Wicked Ice và Gentle Ice. Và thực ra thì cái tên Dystopia đấy cũng là do mình đặt cho anh. Anh Thành có 7 máu, cũng hơi căng. Thank you.
Để mình lấy con này đam anh Thành từ từ. Rồi con này kết liễu Galaxy. Ơ chết rồi, quên mất là nó airborne. Rồi không sao. Trên kia là những người bạn khác ở trong list friend của mình thôi. Nhưng mà mục tiêu của mình là đánh bại tất cả những thẻ bài của thành viên The Ice. Nên là chúng ta sẽ câu giờ một tí. Touch of Death. Ok, chúng ta đã hạ gục được Gentle Ice. Vậy là còn thiếu một thành viên nữa. Chúng ta sẽ cùng đợi ra sau. Đây, nó bảo mình tạo một thẻ, một thẻ bài cho một người chơi khác. Mình thì cứ gãy xương với lại hồi sinh thôi. Cái hình nó tếu quá. Rồi Lee Smart Boys. Hy vọng rằng là ông không tính chôn ai đấy bằng lá bài này. À, đây. Đây là thành viên cuối cùng của chúng ta. Là chị Mịm. Hay còn được biết đến là Crystal Eyes. Tự nhiên nó gửi không được cái giờ mình có hai đứa nhóc này. Cho nó ra gỡ đam cũng được. Wow, chị Mịm căng quá ta. Ok rồi, quân bài chủ lực đây rồi. Có thật chọc đẹp thì bao nhiêu máu cũng bằng không hết. Ok, vậy là tất cả lá bài của thành viên The Ice đã bị đánh bại. Giờ thì chúng ta xả đam thôi. Oh, con kia nó có Guardian. Vậy mình sẽ xếp như này. Hoàn thành xong mình đánh boss. Nhân tiện thì nếu bạn nào cảm thấy thích trò chơi này thì có thể trong tương lai mình sẽ làm được series này cho các bạn xem. Được rồi, tạm biệt mọi người. Mình chuẩn bị ngất đây.